Chị biết là cả nhà này làm em buồn lắm, nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng là phải cứu anh hai nha. Chị xin em đó, em cứu anh Ngọc đi. Chị là người ngoài, chị đừng có xíu cho chuyện nhà tôi. Chú ngồi im lặng vậy được hả chú? Chị đừng nói nữa em cũng không có cho gan đâu. Chị không thấy cái lúc mà em trong bệnh viện á, em quỳ em lại anh luôn. Em nói là em rất sợ bị nhốt, em rất sợ bóng tối. Anh bỏ anh đi về. Bây giờ bị gan xong rồi hả, thả em ra chứ gì? Muốn xin gan hả? Tử tế quá. Con người mà, ai không có sai lầm. Coi như là anh Ngọc anh đã từng sai với mấy cô chú. Thôi thì bây giờ cho chị đại diện ảnh, chị đứng ra chị xin lỗi cô chú. Chuyện quan trọng là bây giờ mình phải cứu ảnh. Báo ơi, tại chị sợ em không đồng ý nên chị mới làm như vậy Báo. Nhưng mà cũng nhờ như vậy chị với em mới hiểu nhau hơn. Mình giải quyết được hết những lỗi lầm mà đúng không Báo? Đúng rồi, là chị hiểu tôi hơn đó. Nên xem mém xíu nữa chị lấy gan của tôi rồi. Sao lúc nào em cũng hồ đồ không phân biệt đúng sai vậy Báo? Hoặc là anh ba đi kiểm tra, hoặc là chị với em sẽ cho gan anh hơi. Xin ra cướp gan. Vì bây giờ em muốn chị phải nói sao em mới hài lòng? Tại sao cái chuyện quan trọng nhất bây giờ là sinh mạng của anh hai mà em không quan tâm? Em lại đi quan tâm những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy? Chị thấy mất công đó. Chị đứng phóng tay một chút xíu thôi anh lại đi cháy nhà của tôi nè. Phỏng nát bụng, có gì quan tâm? Tại vì anh hai không có biết. Không phải là không biết, mà là anh không có tôi là em. Vậy thì chị tự đi mà Hiến. Nè, tại sao lại dữ như vậy hả? Mày lại không? Bảo ơi! Bảo! Bảo! Bảo ơi! Nó chạy cho mày ra con con! Nó tới nó lùi á, là chẳng qua có lấy cái gan của tôi thôi đúng không? Anh Ngọc anh lo cho tụi mày cả cuộc đời. Bây giờ anh bị bệnh, không có một đứa nào hỏi một câu, lúc nào cũng chỉ trách móc. Ơi! Tại sao không nghĩ đến những cái lúc mình khó khăn thì ai là người cứu tụi mày? Lẽ ra cuộc sống của anh nó khá hơn rồi, làm ra được đồng nào là không đi trả nợ cho hai người hết. Tại sao tụi mày khốn nạn như vậy? Mình mẹ Phúc, mình Bảo, Bảo nhà, Bảo nhà, nhà. Chị năn nỉ chú, chú đi làm kiểm tra gan đi. Nếu như mà không phù hợp thì chú cũng đỡ. Nhưng mà em sợ chị ơi. Chú đừng có sợ, Châu nó nói là người hiến gan không có bị làm sao hết. Chú đi kiểm tra gan liền bây giờ nha. Siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.